nhà kia. Phước Khanh. Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Các bạn thân mến, luôn đồng hành cùng thế giới trẻ trong mọi lĩnh vực cuộc sống, từ văn hóa, thể thao, nghệ thuật, vui chơi giải trí cho đến các hoạt động đoàn thể cộng đồng. Một số phát sóng của chương trình sẽ mang đến cho các bạn khán giả những bức tranh muôn màu với nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Vâng, rất vui và cảm ơn các bạn khán giả đã luôn đồng hành và dành nhiều tình cảm cho chương trình Nhịp Sống Trẻ trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, hãy cùng đến với các nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Một bạn trẻ hãy cùng gặp gỡ Hoàng Thị Nhật Linh, cô gái đam mê võ thuật karate. Những kỹ năng bơi an toàn sẽ được giới thiệu trong một cẩm nang trẻ. Phong cách trẻ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiết mục độc tấu saxophone. Khép lại chương trình là góc nhìn về thủ chơi thủy sinh của người trẻ Huế. Học báo chí để trở thành phóng viên và giành nhiều huy chương vàng ở các giải đấu karate toàn quốc. Nghe có vẻ không liên quan nhau nhưng thật thú vị vì đây chính là câu chuyện của cô gái trẻ Hoàng Thị Nhật Linh. Đam mê võ thuật karate, bạn trẻ này đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận, xuất sắc giành nhiều thành tích cao ở các giải đấu quốc gia, trở thành huấn luyện viên trẻ của câu lạc bộ võ thuật thị xã Hương Thủy. Hãy cùng gặp gỡ cô gái thú vị này trong một bạn trẻ. Mình là Hoàng Thị Nhật Linh và mình sinh năm 1996. Mình hiện tại đã tốt nghiệp Đại học Khoa học ngành báo chí. Mình thừa hưởng đam mê võ thuật từ mẹ của mình. Lúc nhỏ thì mình thấy mẹ mình là một võ sư và mình rất là hâm mộ mẹ mình. Mẹ mình thường đi những bài quyền và những động tác đó thì làm cho mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ và có một điều gì đó rất là tự hào và mình muốn là giống như mẹ của mình nên mình đã tìm theo con đường học võ và mình chọn karate để bắt đầu. Ngọn lửa đam mê võ thuật của cô gái đã được tiếp nối và bùng cháy dần theo thời gian như thế. Năm 2012, Nhật Linh đăng ký theo học và sinh hoạt định kỳ tại câu lạc bộ karate, trung tâm văn hóa thông tin, thể thao thị xã Hương Thủy. Đối với Hoàng Thị Nhật Linh, karate không chỉ là niềm đam mê năm bữa nửa tháng, mà là cả một quá trình gian nan và khổ luyện. Bởi học võ đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và áp lực tập luyện rất cao. Võ sư Lê Duy Trung, chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng là người đã dành rất nhiều tâm huyết để dìu dắt, huấn luyện cô gái trẻ từ những ngày đầu đến với karate. Rất là may mắn khi gặp được thầy Lê Duy Trung, người đã dẫn dắt và giúp đỡ mình trong 10 năm qua. Mình học hỏi được rất là nhiều điều ở thầy. Ngoài những cái kỹ thuật ra thì tận kỷ luật, nhạy bén và sự nhiệt huyết thì mình thấy đó là một điểm rất là đáng học hỏi ở thầy Lê Duy Trung. Mười năm gắn bó tập luyện karate, Nhật Linh đã được thăng đẳng đề nhì đẳng huyền đai. Có lẽ sống hiệp minh với đam mê võ thuật, cô gái trẻ đã thực sự cảm nhận được nhiều điều bổ ích và thú vị mà karate mang lại. Từ khi tập võ thì mình thấy bản thân của mình tự tin và nhanh nhẹn hơn hẳn. Càng ngày càng học võ thì mình thấy vóc dáng của mình rất là thon gọn và tâm tính của mình ngày càng nhẹ nhàng hơn. Từ lúc mình học võ thì mình thấy là thể lực của mình cải thiện rất là rõ rệt. Và mình thấy có thêm niềm vui trong cuộc sống khi mà được tới sân tập và gặp gỡ bạn bè cũng như là thầy cô. Không ngại khó khăn, thử thách, Nhật Linh đã nỗ lực hết mình để thử sức với những giải đấu cấp tỉnh và miền Trung Tây Nguyên. Với cô gái trẻ, đó là cơ hội để rèn luyện và học hỏi. Chính tinh thần nghiêm túc, say mê của một võ sinh karate đã giúp bạn trẻ này gặt hái được nhiều thành tích ngoài mong đợi. Huy chương vàng Kumite giải karate miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư năm 2019. Huy chương vàng Kumite giải vô địch karate cả câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và rất nhiều thành tích xuất sắc khác. Ngoài thi đấu, cô bạn này còn được mời tham gia làm trọng tài ở các giải đấu do thị xã Hương Thủy hay tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Từng trải nghiệm dù lớn nhỏ khác nhau,
nhưng đều giúp Nhật Linh khôn lớn trưởng thành hơn trong võ thuật karate. Ngày đầu tiên mà Linh đăng ký nhập học á, thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là cô bé này sẽ tập luyện cho đến bây giờ. Và lúc đó thì Linh là thân hình thì rất là gầy gò và ốm yếu. Trong một cái quá trình thời gian tập luyện chăm chỉ và chuyên cần, thì về sức khỏe và về vóc dáng của Linh là có một phần cải thiện rất là tốt. Tôi không chỉ là may mắn mà tôi cũng còn rất là tự hào về Linh, vì Linh là một cô học trò rất là ngoan và chăm chỉ trong tập luyện, và kể cả trong thi đấu thì Linh luôn nhiệt tình tham gia các giải đấu trong các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh, và trong đó là có cái giải miền Trung Tây Nguyên, và đã đem về thành tích rất là cao. Mình cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn qua những giải đấu mà mình tham gia, và mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và chiến thắng bản thân mình. Khi nhận được những cái thành tích đó thì mình rất là vui và cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình. Từ tình yêu võ thuật cũng đã thôi thúc cô bạn này phấn đấu để trở thành người tiếp lửa đam mê truyền dạy karate cho nhiều thế hệ học viên. Không chỉ giảng dạy, hướng dẫn những bài quyền thể võ hay đòn thể tự vệ, Nhật Linh còn biết cách để lan tỏa và truyền cảm hứng đam mê võ thuật đến các môn sinh. Qua đó góp phần lan tỏa phong trào tập luyện karate, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao thể chất và trí tuệ cho các bạn trẻ trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Trong những năm trở lại đây thì tôi cũng giao trách nhiệm cho Linh huấn luyện các môn sinh mới, và Linh cũng làm rất là tốt. Những cái giáo án mà tôi đưa ra thì Linh đã thực hiện trong đó, và Linh cũng có những cái sự biến hóa làm sao cho cái bài tập, những cái nội dung của bài tập cho các bạn nhỏ trở nên hăng say hơn. Em cảm nhận học với cô Linh rất vui. Cô dạy những bài quyền rất đẹp, cô quan tâm em rất là nhiều. Cô mang những niềm vui tới câu lạc bộ. Khi học võ bởi sự huấn luyện của cô Linh, em thấy cô rất là nghiêm túc khi dạy chúng em. Cô Linh dạy chúng em rất nhiều kỹ thuật tốt và bài quyền hay. Em ước sau này sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi như cô Linh. Mặc dù chị đã chuyển phụ trách cho những môn sinh mới, nhưng mà những lúc rảnh rồi thì chị vẫn thường tập với em và cùng các bạn. Những đòn đấm mà chị đưa ra là rất là mạnh mẽ và dứt khoát. Những bài quyền mà chị đi là rất hay và đẹp. Qua những điều chị làm là giúp lan tỏa đến mọi người niềm đam mê võ thuật. Chị là một tấm gương sáng để cho chúng em nói theo. Chọn theo đuổi karate, môn thể thao khoa học và hiện đại, đã giúp cô gái trẻ có được một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Tuổi 26, Hoàng Thị Nhật Linh đã đạt được những dấu mốc quan trọng trong con đường chinh phục niềm đam mê võ thuật của chính mình. Đối với mình, karate là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và mình muốn lan tỏa đến các bạn trẻ rằng nếu muốn vượt qua bản thân thì hãy tự tin và tải nghiệm. Chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp để luyện tập không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, vóc dáng, mà còn mang đến cho bạn một tinh thần vui tươi thoải mái để học tập và làm việc. Những ngày hè nắng nóng, bơi lội dường như là một môn thể thao được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Vậy bơi thể nào là đúng phương pháp kỹ thuật? Cần chú ý gì khi bơi để tránh gặp phải rủi ro? Hãy cùng Cẩm Năng Trẻ tìm hiểu qua dự án bơi an toàn trong phóng sự sau đây. Bơi lội được đánh giá là một môn thể thao phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Không chỉ tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, bơi lội còn mang lại cho bạn một tinh thần vui tươi sảng khoái.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được phương pháp và kỹ thuật để bơi an toàn cũng như mang lại hiệu quả cho sức khỏe. Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để bạn có thể tham gia các lớp tập huấn kỹ năng bơi lội. Những ngày này, thầy cô giáo và các bạn học sinh trường tiểu học Vinh Giang, huyện Phú Lộc cũng đang háo hức với dự án bơi an toàn. Thông qua cái hoạt động bơi này thì đã đem lại cho trẻ rất là nhiều kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng tự chủ bản thân mình, thứ hai là có thể cứu mọi người, và thứ ba là các em có thể là tự thoát thân trong cái mùa mưa lũ, đặc biệt là các em ở trên vùng ven sông nước. Thì cái hoạt động bơi nó rất quan trọng, làm cho các em có những cái kỹ năng mà có thể là tự chủ bản thân mình. Bãi biển Vinh Hải, huyện Phú Lộc, nơi diễn ra các buổi học bơi của giáo viên và học sinh trường tiểu học Vinh Hiền. Dự án bơi an toàn được triển khai để đào tạo những giáo viên ở các trường tiểu học trở thành huấn luyện viên dạy bơi, từ đó giúp các em nhận thức về an toàn nước và kỹ năng bơi sinh tồn. Để chuẩn bị cho mà tập cho các em về thì về kỹ năng bơi á, thì cần phải có những dụng cụ như là phao tim, phao ống, phao cứu sinh, rồi một số cái vật nổi, dây. Nói chung là một số dụng cụ này là phù hợp với từng cái nội dung dạy bơi. Một buổi thế này là con có 4 lớp, một lớp là 15 em, thì là khoảng 60 em, và chỉ một nhóm 15 em. Mỗi buổi huấn luyện kỹ năng bơi lội luôn diễn ra rất hào hứng và sôi nổi. Các giáo viên đã lên đồng tổ chức nhiều hoạt động bơi lề, đưa ra những tình huống gia đình thú vị để các bạn nhỏ thích thú hơn. Một tinh thần thoải mái và đầy tự tin khi xuống nước là điều đầu tiên để luyện tập kỹ thuật bơi. Bên cạnh đó, việc nắm chắc những kiến thức cơ bản về kỹ năng cũng là một phần quan trọng giúp ích cho việc bơi lội của bạn. Dự án đem lại chúng ta là cho các em thứ nhất là biết bơi, thứ hai là nó đem lại cho sự phấn khởi, rồi về mùa hè các em được đi học bơi, đúng là đó là một khả năng để sinh tồn, bảo vệ cho cơ thể, cho chính mình. Và khi mà chúng ta đã hoàn thành khóa bơi và chúng ta học được các kỹ năng thì có thể cũng giúp bạn bè trong những hoàn cảnh bị đuối nước. Sau một thời gian triển khai, dự án bơi an toàn đã đào tạo trên 400 giáo viên và 11.000 trẻ em. Mỗi lớp được huấn luyện trong vòng 18 buổi với các bài học như bơi ếch, bơi sải, bơi bướm. Kết hợp vừa dạy vừa vui chơi, những buổi tập luyện như thế này đã thực sự mang đến niềm vui trong những ngày hè cho các bạn học sinh. Tham gia những khóa học bơi cũng là cách hướng các bạn học sinh đến với các hoạt động thể thao lành mạnh, vượt qua sự sợ hãi của bản thân và biết cách cứu bạn khi đuối nước. Cứu bạn và kỹ năng không chống đuối nước. Trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức an toàn trong môi trường nước là hoạt động cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người trẻ được tham gia vào các hoạt động bổ ích. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để mỗi thành viên thúc đẩy những việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, mang lại cho các bạn học sinh một mùa hè thật sôi động ý nghĩa. Không phải
ngẫu nhiên mà người ta lại ví saxophone là thần tình yêu trong âm nhạc, đúng không Phước Hạnh nhỉ? Vâng, đúng như vậy. Sự hòa quyện trong âm sắc của loại nhạc cụ này luôn khiến người nghe như bị lạc vào cõi mơ, bồng bềnh và phiêu du. Và chính những giai điệu thiệt tha, nồng nàn, lúc lại êm dịu sâu lắng của saxophone đã giúp người nghệ sĩ thăng hoa cùng cảm xúc và âm nhạc. Hãy cùng thưởng thức những âm thanh tuyệt vời của saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ trẻ Ngân Hoa trong một phong cách trẻ. Thank you.
thân nén giữa bộn bề cuộc sống, việc tìm đến một vài thú vui thư giãn, tìm cho mình một khoảng lặng để cân bằng cuộc sống, có lẽ không còn là điều xa lạ. Việc thủy sinh xuất hiện ngày càng phổ biến cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đây là một thú vui đòi hỏi người chơi phải thật sự đam mê, sáng tạo, yêu thích lối sống xanh và gần gũi với thiên nhiên. Ngay sau đây, mời khán giả chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chị Phương Oanh để cùng tìm hiểu rõ hơn về thủy sinh. Em xin chào chị Phương Anh ạ. Xin chào Bảo Linh và xin chào khán giả của Nhịp Sống Trẻ. Em được biết là có rất là nhiều phong cách chơi thủy sinh. Vậy thì là có bao nhiêu phong cách chơi thủy sinh và phong cách nào thì được người trẻ ở Huế ưa chuộng ạ? Hiện tại là có 6 phong cách chơi thủy sinh. Phong cách đầu tiên là phong cách Hà Lan, Biotop, Iwagumi, phong cách Đài Loan, phong cách tự nhiên. Dòng phổ biến thủy sinh đang chơi mà giới trẻ ưa chuộng nhất là Biotop, Hà Lan và Iwagumi. Với những người mới bắt đầu thì những nguyên liệu cơ bản cần chuẩn bị cho một bể thủy sinh là gì ạ? Thì khi mà bắt đầu chơi thì mình cần chuẩn bị những cái cơ bản nhất, đó là đất nền. Thì tùy theo một phong cách. Thì ở đây là mình có, nếu như mà phong cách Hà Lan thì mình sử dụng là đất nền là chủ đạo, thứ hai là ánh sáng và thứ ba đó là hệ thống lọc. Và những phong cách khác thì ví dụ giống như Biotop thì mình sử dụng đá và các tài nền. Đó là những cái cơ bản để cho mình có thể chuẩn bị một bể cá. Một bể bơi thủy sinh thì cần đi kèm với những loài cá vi sinh vật rất là riêng. Vậy thì những cái loài đó nó có những cái đặc tính và nhiệm vụ như thế nào trong một bể thủy sinh ạ? Trong bể thủy sinh thì cái những dòng cá khách người chơi chủ đạo là những dòng cá bơi đàn, những cái dòng tân đáy và những cái dòng chuyên làm vệ sinh bể. Thì những cái dòng bơi đàn á thì làm tạo cho cái bể nó rất là vui nhộn, và những cái thức cá tương đáy thì nó sẽ làm nhiệm vụ là phân hủy những thức ăn thừa, xử lý những cái càng thừa trong cái tương đáy của bể cá, giúp cả bể cá không bị là ứ đọng lại chất bẩn. Còn những cái dòng về vệ sinh bể thì là nó sẽ giúp vệ sinh những cái lá trên bể được sạch sẽ hơn, không bị đọng bụi, thì giúp có cây cối phát triển màu sắc gọi là tốt nhất. Những hình ảnh này sẽ khiến bạn liên tưởng đến một khu rừng được mở ra với nhiều sinh vật sinh sống hay một góc thiên nhiên kỳ ảo dưới nước. Đó là một thế giới thiên nhiên thu nhỏ từ không gian bể thủy sinh lung linh sống động, nơi người chơi có thể thỏa sức sáng tạo. Tại Huế hiện nay, phong trào chơi bể thủy sinh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những người trẻ đam mê lĩnh vực này luôn tìm tòi sáng tạo, truyền tải những thông điệp thiên nhiên ấn tượng. Những bạn trẻ tìm đến thú chơi này như một cách thư giãn, khám phá khả năng thẩm mỹ của mình. Mình là làm bên chỗ kỹ thuật thi công xây dựng, cho nên là chuyên gia làm nội thất về thủy sinh. Nông bộ phong thủy này thì mình cảm thấy là rất yêu thích. Thứ nhất, phong cảnh sống động. Thứ hai là những cái áp lực công việc hàng ngày là mệt mỏi, rồi mình về bằng ăn cơm mình có thể là ngắm nhìn hẳn để trong cái tư tưởng người mình thống để nghe là cái công việc ngày mai trong hiệu quả. Mình biết đến thủy sinh là quá bá của mình, thì bá của mình đã có hơn 30 năm trong nghề. Khi mà từ nhỏ tới lớn thì được sống với thiên nhiên rất là nhiều, thì mình rất là hứng thú. Khi mà lớn lên thì bắt đầu mình sẽ tìm hiểu thêm được nhiều phong cách hơn. Khi đến với thủy sinh thì mình có một cảm nhận là rất là thoải mái, thư giãn, và có khả năng mình có thể sáng tạo những cái theo cái sở thích của mình vào trong cái hồ cá. Hồ thủy sinh thường được thiết kế thành những tiểu cảnh mô phỏng vẻ đẹp thiên nhiên ở đáy sông. Các phụ kiện trang trí thường là đá, gỗ lụa cùng rong lá tạo điểm nhấn. Bể thủy sinh như một thế giới thu nhỏ với hệ sinh thái cỏ đồng và tĩnh. Vì thế, người chơi phải nắm được cách điều hòa sự cân bằng sinh thái trong môi trường ấy. Đây cũng chính là một thử thách đòi hỏi tình kiên trì, đam mê và am hiểu về kỹ thuật. Tạo được cái môi trường gọi là thuận lợi cho cái và cả phát triển, thì điều tiên quyết phải có
đó là ánh sáng và hệ thống lọc. Ánh sáng của bể cá được ví như là một lá phổi giúp cho cây quang hợp, và thứ hai đó là hệ thống lọc. Hệ thống lọc được ví như là quả tim của bể cá. Nếu như hệ thống lọc không đảm bảo thì là cây cối và cá sẽ không có được cái hệ thống vi sinh tốt nhất. Cây thủy sinh chiếm phần lớn không gian hồ, nhưng điều làm nên sự sinh động không thể thiếu của bể thủy sinh lại nằm ở các loài động vật khác nhau được thả vào bể. Thông thường, một bể thủy sinh sẽ xuất hiện những loài cá nhỏ bơi theo đàn với đặc tính hiền lành, hay cả vệ sinh chăm sóc cho bể với mật độ vừa phải. Trong một bể thủy sinh thì thường trong vòng tầm 1 tháng đến tháng rưỡi thì mình sẽ bắt đầu cắt tỉa cái trong bể. Bên nhất qua một thời gian cây phát triển thì sẽ có cái cao cái thấp. Thì trong một thời gian cây phát triển thì mình muốn cho bể nó có bộ cục ổn định, mình sẽ tỉa cắt tỉa lại, một là để cho nó gọn gàng, hai là những cái cây mà nhỏ ở phía dưới nó không bị cháy mất cái tâm ánh sáng thì trong bể nó sẽ phát triển cái đồng bộ. Điều khó khăn nhất khi mà bắt đầu cháy thủy sinh là trong cái tầm tháng đầu tiên. Thứ nhất đó là cái thời gian cây cối bắt đầu phát triển và hệ vi sinh bắt đầu được tái tạo. Thì thời gian đầu thì cái lượng vi sinh trong bể nó chưa ổn định và sẽ gây mất cân bằng. Thứ nhất đó là về chế độ dinh dưỡng, hay là chế độ nguồn nước. Trong bể mình chưa nên thả cá. Thì khi nào mà bể mà mình cảm thấy là lượng vi sinh ổn định, tức là cái ổn định ở đây là cái chất lượng nước nó đạt tới cái độ gọi là độ trong, thì mình bắt đầu tiến hành thả cá. Sự cuồng hút của thú chơi thủy sinh đã chứng tỏ xu hướng mang thiên nhiên vào không gian sống. Bể thủy sinh bên cạnh là điểm nhấn trang trí trong ngôi nhà, còn có ý nghĩa phong thủy và thể hiện tư duy thẩm mỹ của chủ nhân. Không chỉ thỏa sức sáng tạo, thú chơi thủy sinh thực sự giúp cho mình cân bằng được trạng thái sau những áp lực công việc cũng như là cuộc sống. Tất cả mọi muôn phiền lo âu dường như là tan biến khi mà ngồi lắng nhìn hồ thủy sinh với khung cảnh thiên nhiên do chính mình tạo ra. Giữa những ngày hè oi ả, sẽ thật tuyệt vời khi bắt gặp những khoảng xanh mát như vậy. Chăm sóc bể thủy sinh thực sự là một thú vui tao nhã, gần gũi với thiên nhiên, giúp tâm hồn thư thái, đặc biệt trong nhịp điệu hối hả của cuộc sống hiện đại. Những ngày hè của mỗi người sẽ càng ý nghĩa hơn khi bạn được làm được những điều mà mình yêu thích, đúng không Phật Hành nhỉ? Vâng, đúng như vậy. Hy vọng rằng phóng sự vừa rồi cũng đã mang đến cho các bạn những gợi ý hay và bổ ích về thú chơi thủy sinh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.